Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái tool nho nhỏ được viết bằng Excel. Tool này dùng để gọi cái chương trình PuTTY và sau đó pass username và password để login tự động vào một cái server mà bạn chọn sẵn. Thì sau đây mình sẽ mở tool này đây để cho các bạn xem. Thì lưu ý cái file tool này bạn phải để cùng đường dẫn với lại file PuTTY. Thì cái tool này nó mới chạy được bởi vì nó sẽ tự động đọc cái file PuTTY này cùng folder với nó. Khi mở file Excel này lên thì bạn sẽ thấy có hai sheet. Một cái sheet gọi là auto login thì chứa giao diện chính của tool, và cái sheet thứ hai là user guide, nó diễn tả sơ về cái tool và hướng dẫn sử dụng. Thì cái tool này như cái tên của nó thì các bạn biết sử dụng trong hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất đó là mình cần login từ máy tính của mình vào một cái server remote dùng SSH hoặc là Telnet. Cái thứ hai thì là từ máy tính của mình login vào một cái remote server được gọi là workstation. Rồi từ cái remote server này mình login vào cái remote server thứ hai gọi là working server. Tại sao mình cần cái trường hợp thứ hai này? Bởi vì trong một vài trường hợp, từ cái máy tính của bạn không thể trực tiếp login vào cái remote server này thì mình cần phải có một cái server trung gian, mình phải đi qua một cái server trung gian để login vào. Thì cái tool này nó sẽ giúp cho các bạn tiết kiệm thời gian và không phải nhớ username và password của các server. Nhiều khi mình có nhiều server mình không không nhớ được thì cái tool này nó sẽ tự động pass username và password cho mình và tự tự động login. Cái tool này hoàn toàn có thể được phát triển thêm bằng cách thêm những cái code, gửi những cái câu lệnh mà bạn cần thực hiện ở cái remote server vào. Nhưng hiện tại ở cái tool này mình chỉ viết dừng lại sau khi login thành công. Chi tiết mình sẽ chỉ cho các bạn có code và cái chỗ mà cần phải thêm vào để thực hiện những cái lệnh nếu mà bạn muốn phát triển thêm. Bây giờ mình sẽ trở về cái màn hình, cái sheet chính, sheet giao diện. Thì ở đây nó có hai cái nút. Nút thứ nhất để login riêng lẻ vào từ máy tính của mình vào một server nào đó. Và cái nút thứ hai nó là login từ máy tính của mình vào một cái remote server thứ nhất gọi là workstation. Và từ cái workstation này mình tiếp tục login vào cái server thứ hai gọi là working server. Đây là danh sách các server mà mình có thì các bạn hoàn toàn có thể thay đổi ở đây, và danh sách này thì là không có giới hạn là bao nhiêu, các bạn cứ define thêm ở đây. Cái tên server thì bạn có thể đặt là bất kỳ tùy theo cái system của bạn, tên server của bạn hoặc là cái nốt mà bạn đang làm việc. Cái quan trọng là cái IP của cái server đấy. Thì do hiện tại mình chỉ có một server cho nên cái IP này mình chỉ có một thôi, nhưng mà mình đặt tên ba server khác nhau để mình demo cho các bạn về login một lần và login hai lần. Tiếp theo là cái port SSH. Nếu mà bạn dùng SSH thì cái port là 22, tùy theo cấu hình của server nhưng mà default của nó là 22. Nếu mà cấu hình khác thì update cái port, thông tin để port ở đây. Nếu bạn dùng Telnet thì default của nó là 23. Nếu mà cấu hình
Nếu mà cái server của bạn cấu hình khác thì các bạn sẽ update cái thông tin mật vào đây. Và tiếp theo là cột username và cột password. Ở đây là bạn chọn login option. Mình để default ở đây là SSH. Thì bạn chỉ cần gõ SSH hoặc là telnet vào thôi. Hoặc là telnet. Bình thường thì hai cái nút này ở trạng thái disable. Để enable nó lên thì mình phải chọn cái server mình cần login trước. Ví dụ ở đây mình chọn server thứ hai. Sau khi chọn thì cái nút này nó sẽ enable lên để cho bạn click vào. Thì bạn click vào thôi là nó sẽ tự động login vào cho bạn. Đây là cửa sổ là bạn login thành công. Khi login thành công thì mình có thể tiếp tục các lệnh manual, mình đánh lệnh manual thôi. Mình đánh lệnh gì thì tùy theo công việc của các bạn. Đây, ví dụ mình login một server khác. Mình hoàn toàn có thể login nhiều server cùng một lúc. Đây. Đây. Thì nó là hai cửa sổ khác nhau. Nó sẽ mở các cửa sổ khác nhau đây. Thì từ đây các bạn cứ làm việc bình thường. Ví dụ thế. Ở đây cái code của mình chỉ dừng lại sau khi login. Bạn có hoàn toàn có thể modify code để thực hiện những cái lệnh tiếp theo nếu bạn muốn, tùy theo công việc của các bạn. Sau đây mình sẽ giới thiệu tiếp theo về cái nút login hai lần đây. Ở cái nút này thì nó đang ở trạng thái disable. Để enable nó lên thì trước tiên bạn phải chọn cái server thứ nhất bạn cần login vào. Workstation gọi là workstation server đấy. Thì để chọn workstation thì bạn click vào cái cell ngay ở bên dưới cái ô ngay bên dưới thì cái nút này nó sẽ hiển thị lên và bạn click vào đây thì nó sẽ sổ ra cho các bạn những cái server mà bạn define ở cái cột A này. Ví dụ mình chọn cái server 1 là workstation thì bạn click vào đây, chọn đây. Và tiếp theo là cái server working server mà bạn cần phải login vào để làm việc á thì bạn chọn vào cái ô này thì cái nút này nó sẽ hiện hiển thị và bạn click vào đây bạn sẽ thấy được cái server list server mà bạn đã define sẵn ở cái cột A. Ví dụ ở đây là server thứ ba mình chọn thì cái nút này bây giờ nó đã enable lên rồi thì mình click vào đây thì từ máy tính của mình nó sẽ gọi PuTTY và login vào server thứ nhất, sau đó sẽ login vào server thứ hai. Đây đang login vào server thứ nhất. Đây tiếp tục SSH login vào server thứ hai. Đây mình đã vào được cái server mình cần làm việc. Tiếp tục mình có thể đánh lệnh thôi, mình cứ thế mình đánh lệnh thôi. Giờ mình exit ra. Ok, phần tiếp theo mình sẽ giới thiệu cho các bạn về cái đoạn mã để chạy cái tool này. Thì nếu mà Excel của các bạn chưa có phần cái tab develop này thì bạn có thể vào file file chọn more chọn option. Đây. Rồi, tiếp tục vào Customize Ribbon. Thì các bạn click vào cái tab Develop này và click OK. Thì nó sẽ hiển thị cái tab Develop cho bạn.
Bạn click vào tab Develop, chọn Visual Basic. Đây thì nó sẽ hiển thị một cửa sổ để cho các bạn viết code ở đây. Ở đây mình đã viết sẵn. Bạn double click vào cái sheet số 1. Thì đây là cái đoạn code mà mình đã viết. Ví dụ cái nút khi mà click vào cái nút manual login á, đây này, cái nút này này thì là nó sẽ gọi cái đoạn chương trình này. Ở đây mình đã viết sẵn là nó gọi cái cookie lên, pass username và password vào, và nó gán cái session ID vào cái biến session ID manual này. Từ đây là bạn có thể add cái code của các bạn vào. Giả sử nếu các bạn muốn sau khi login thành công thì các bạn sẽ thực hiện những cái lệnh nào thì các bạn viết ở đây để thực hiện, để send một cái lệnh vào cái cửa sổ và cái session ID mà bạn vừa login, thì bạn dùng cái hàm send command với cái session ID và cái đoạn cái string cái mã lệnh của các bạn. Ví dụ bây giờ mình muốn modify cái tool của mình, cái nút manual login của mình là gửi cái lệnh dir. Sau khi login xong, gửi một cái lệnh dir. Thì mình sẽ làm như thế này. Send command rồi session ID. ID manual. Tiếp theo là cái lệnh mà mình cần gửi. Và ký tự xuống dòng trong Visual Basic đó là VPCR, VBCR và Enter. Hoặc là bạn muốn gửi một cái lệnh kế tiếp thì bạn cũng có thể copy tiếp paste vào đây. Ví dụ mình đánh lệnh CD ra ngoài một cái thư mục khác. Đây. Và tiếp tục các mã của tiếp theo của bạn, các bạn cứ copy và bỏ vào đây. Tương tự như cái phần mà to time login, như cái nút to time login ở đây. Hiện tại mình cũng chỉ dừng lại là sau khi login thành công là username và password vào cái server thứ hai. Thì để tiếp tục cái đoạn code của các bạn, tùy theo công việc của các bạn thì các bạn có thể là viết tiếp ở đây. Ví dụ ở đây mình có thể viết thêm hai cái lệnh này. Đây mình copy mình bỏ xuống dưới. Bây giờ mình save lại. Và bây giờ mình sẽ chạy demo lại cho các bạn xem. Đóng cái này đi. Đây. Ví dụ đây. Chọn server thứ nhất. Đây. Vậy là các bạn thấy là nó đã, sau khi login nó sẽ đã gửi cái lệnh để list ra cái folder hiện tại, và nó cd ra cái folder trước folder admin. Giờ mình exit ra. Tương tự như cái login hai lần. Ở đây mình đã sai cái phần session ID cho nên nó báo lỗi, bởi vì cái to time login là mình đặt một cái ID khác. Đây chính là cái ID của cái khi mình click vào cái nút login hai lần. Đây bây giờ mình sẽ sửa lại chỗ này. Save lại. Đây xong, demo lại cho các bạn xem. Đây là login vào server thứ nhất và đây tiếp tục login vào server thứ hai. Ở đây
chỗ này đã cái đĩa này đã thiếu cho nên nó không thực hiện được cái lệnh này. Đây có lệnh CD nó thực hiện được. Để nhà mình kiểm tra lại cái chỗ này tại sao là nó bị ra có mỗi chữ chữ R thôi, IR thôi. Đây. Có thể là nó nhanh quá thì bây giờ mình cho nó delay một chút xíu. Đây. Delay một chút xíu trước khi mình gửi lệnh tiếp theo. Ok, bây giờ mình sẽ chạy lại. Đây, giờ nó đã chạy thành công. Ok, với cái tool này và mình với cái phần hướng dẫn vừa rồi thì các bạn có thể tiếp tục phát triển theo cái yêu cầu công việc của các bạn. Hy vọng nó sẽ giúp ích cho các bạn và làm cho công việc của các bạn hiệu quả hơn. Xin cảm ơn. Và các bạn nhớ follow và theo dõi kênh của mình để có nhận được những cái video kế tiếp về những cái tool kế tiếp mà mình sẽ viết tới đây. Xin chào các bạn.